Bảo Hải Linh thông tự. Các bạn đã biết ở Hạ Long có một quần thể văn hóa tâm linh trên đỉnh thành phố chưa? Đó là Bảo Hải Linh Thông Tự, nằm trên đỉnh đồi Ba Đèo giữa rừng thông xanh mướt, view xa là toàn cảnh biển và thành phố, được lấy cảm hứng từ kiến trúc đặc trưng thời hậu Lê, nét kiến trúc chùa Việt cổ thế kỷ 17-18. Trên diện tích khoảng 4.000 m², gồm 5 hạng mục công trình: Tam Bảo, nhà thờ tổ, nhà mẫu, Tam Quan và Ngũ Phương Bảo Tháp. Thiết kế ở đây được lấy ý tưởng từ hoa sen, loài hoa biểu tượng của Phật giáo. Đặc biệt phải nói đến là bộ tượng gồm 106 pho được chế tác kỳ công, trong đó có 66 pho tượng đồng được tạo tác theo nguyên mẫu thờ tại các chùa cổ ở Bắc Bộ. Thực sự phải nói đây là một công trình công phu và rất ấn tượng, được làm toàn bằng các vật liệu quý như là đồng và gỗ lim nhập khẩu. Bảo Hải Linh Thông Tự với ý nghĩa chùa linh thiêng nằm giữa đồi thông xanh mát, hay bảo vật chấn giữ cho thành phố Hạ Long luôn được bình an và phát triển thịnh vượng. Biết các bạn cảm thấy như nào chứ mình chỉ cần đứng ở sân chùa, phóng tầm mắt thả hồn vào thiên nhiên khoáng đạt của mây trời, biển, núi và rừng thông xanh mướt là đã thấy như được xua tan mọi lắng lo muộn phiền trong người rồi. Đường đi lên chùa rất dễ nha, cứ lấy mốc đối diện bệnh viện Vinmec, đi lên con đường Đặng Bà Hát, đi thẳng lên đồi qua mấy quán cà phê đẹp, tới đoạn cua rẽ tay phải, đi tiếp lên khu đồi cáp treo theo hướng dẫn của biển hiệu và cờ là tới. Các bạn muốn có một không gian khoáng đạt, yên tĩnh, view cực phẩm và muôn vàn góc chụp ảnh đẹp thì đừng bỏ qua địa điểm này ở Hạ Long nha. Cả nhà nhớ theo dõi và chia sẻ kênh để khám phá thêm những địa điểm, dịch vụ lâu đời đặc sắc của Quảng Ninh nha. Xin chào và cảm ơn cả nhà.